Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả update tiếp theo, không phải mà video tiếp theo. Video về review có lẽ mình sẽ để một lúc sau. Xong rồi ngày mai mình sẽ có clip, một clip về cách lắp CTP và uniform và cách lắp Gold Pass Legend team. Thứ hai nữa là clip chọn nhân vật Transcendence đó. Nhưng mà clip này chúng ta sẽ quay lại với cả Captain America level 80, tại vì là mình thấy nó khá là khỏe và khá là phê, cho nên mình muốn quay lại và test nó lần cuối cùng. Tại vì chắc là mình không có nguyên liệu, không có muốn đầu tư lên tier 4, cho nên tạm thời mình sẽ để ở 80 trước. Thì tất cả thứ khác vẫn y xì như vậy, mình sẽ nhảy vào đây mình đánh luôn cho nhanh để mọi người không bị mất thời gian. Ok, mình do hôm nay mình sẽ test cả mấy thằng level 80, Venom, Namor, Cap và có thể là Moon Knight nữa luôn. Do là cả mấy thằng này á không có một cửa nào chung cả, quên mất không bắn 1-2 trước. Cho nên là mình sẽ đi cửa 29 của Mephisto, mặc dù là cửa 29 này không thực sự là nó quá là khó đối với cả sức mạnh của bọn này. Nhưng mà chúng ta cứ xem là ui trời ơi, 17 giây. Tuyệt vời và vẫn proc hiện tại là ok. Đương nhiên là mình nói lại là proc thằng này vẫn là khó nha, chứ không phải là proc dễ. Cái điểm tốt khi proc thằng này á, lát nữa mình nói, đó là khi mà anh em hết một rotation, tức là anh em spam một đống xong, anh em kết thúc bằng ba, thì khi mà nằm ở ba nó sẽ đứng yên một chỗ và nó không đánh ai cả, thì cái chiêu ba đấy sẽ là cái chiêu để anh em đứng đợi sau đó sang 5 mới sang 4. Đấy là cái chiêu số 3, như kiểu một cái chiêu dừng để mà mình điều khiển tốc độ proc proc của mình. Mình nói có thể là hơi khó hình dung ra, nhưng mà anh em nào mà kiểu chơi quen rồi, khi mà chơi có cảm giác á, mình sẽ biết cách là làm thế nào để proc cho phù hợp, và đó là cách mà mình proc được những nhân vật như thế này. Nó như kiểu chơi số 3 của Sharon á, là nó ngon như vậy luôn đó. Không proc, proc ê. Rồi, không không sao. Ôi, nằm 3 nằm đây, mình sẽ có thể điều khiển được cái tốc độ proc của nó. Không sao, hoàn toàn có thể spam để đi nhanh hơn được, nhưng mà mình không có quá là vội. Rồi, thì cái rotation chính thức của nó mình nghĩ là spa thì sẽ không phải lúc nào cũng là cancel luôn, mà có thể đợi có ba có thể delay cancel được, tại vì ba hoàn toàn nó không có tạo một cái hit. Đi qua một rotation nó rút hết 17 cột máu khủng khiếp, quá là khủng khiếp. Thì ông gì nhỉ, Beast Mode, ông cũng khen là thằng này khỏe ở level 80 và rất là khỏe, nói chung là rất là khỏe. Ông bảo là lên tier 4 thì có thể nó sẽ khỏe hơn cả Muna, Venom và Carnage luôn. 3 phút 21, ok. 3 phút 21, rất tuyệt vời. 3, 21. Chết, để mình đi mua đồ đã. Ok, đã order xong đồ, bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến nhân vật mới, thôi nhân vật cũ trước đi. Moon Knight thì sẽ bị thiệt hơn so với bọn kia, tại vì là Venom có Rage. Chơi đi. Tự nhiên mạng mình bị ẩm sao ấy. Đó là Venom có Rage, Namor có Mighty Judgment, Cap có gì nhỉ? Mighty Energy, mình đang mở đọc Facebook, và thằng này chỉ có proc thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thử xem liệu có thể đánh bại được con số 3 phút 21, thiếu 5 rồi, của Cap không. Một điểm trừ của Cap khi mà mình chơi á, là mình thấy là chậm hơn Cap rồi, là nó bị spam nhiều quá, cho nên những thằng này như kiểu là Ultron và Gore, những bọn đấy nó nhảy xung quanh nhiều thì Cap đánh không thể được, tại vì rất dễ chết. Thôi, nói chung là Moon Knight chậm hơn rồi, không so nữa, mất thời gian. Thôi, sang Venom này. Tưng tưng tưng. Mình Black Friday mình đã tiêu mất 300-400 đô rồi, rất là buồn. Hải, thấy mẹ Samsung S22 Ultra giảm giá xuống từ gần 2.000 còn 1.300, cũng muốn mua, nhưng mà mình đang dùng hai con máy vẫn chạy ngon, cho nên là đếch có dám lại phí tiền.
Yeah, anh em mình bảo Venom mẹ Rage khó chịu mà anh em cứ bảo là mẹ không khó chịu. Mình không biết đã, nhưng mình riêng chơi Venom mình thấy là mẹ đánh không thích, không vui. Tức là nó không spam được bằng nhau. Chậm hơn Cap một chút, nhưng mà một phần là do mình bị xịt proc. Có cái ông gì nhỉ, ông Brazzers hay gì trong Discord à? Ông đánh spam kiểu gì mà Venom một phút đi chiều tier 3 được 6 lần mẹ ghê vãi, chả hiểu luôn. Hai, chậm chọn này chậm rồi, chơi lại đi. Ok, Venom Oppa. Bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu. Đấy nhá, bóc không thấy luôn nhá. Đấy nhá, đừng bảo là mình mẹ bóc ngu nhá. Đấy, rõ ràng là mẹ mình đợi. Mình đợi là cho bóc nó lên xong mình bén 4 nhưng mà nó không lên. Không bóc luôn đấy nhá. Mình còn được xa quá không bắn được này. Không bóc luôn, đấy. Ô, xong rồi này. À không, chưa xong, vãi, chậm hơn lúc. Chậm hơn trận lúc nãy luôn. Ấy à. Có thể là Venom lên tier 4 sẽ khỏe hơn, chứ còn tier 3 mình thấy cũng được, là dùng được thôi. Còn chậm hơn Crab vào này, chậm hơn Crab nhiều luôn. Crab khỏe vãi, what the fuck. Lát nữa xem lên mo xem sao. Rồi. Cũng được 15 cột máu, nãy Crab cũng được 17 cột hay 18 cột gì đấy đúng không? Thì cũng ok đi, nhưng mà có thể là Cap do nó dùng Mighty Energy cho nên là nó khỏe hơn. Nhưng mà anh em mình khi mà chơi Cap á, mình lúc nào tiện thì mình mới chạy để lấy cái beat down thôi, chứ còn bình thường mình spam skill á thì mình cũng đâu có lấy beat down đâu đúng không? Cho nên là gần như là cái 6% với 20% PS đấy là không có áp dụng luôn. Rồi, đến đây là beat là Cap xong hết cả trận rồi nhá. Trong khi là Venom vẫn còn nguyên là một phase luôn. Thằng Cap cái chiêu cuối của nó thực sự là quá quá khỏe luôn. Không bóc đấy nhá, bóc rất chậm. Mình không thể nào bóc được Venom đèo được cả, tức là nó không có vui, nó mất vui. Chậm hơn Venom nhiều, à chậm hơn Cap nhiều. Tại vì ai cũng khen Venom á, cho nên mình không có dám chê. Tại vì là mình ai cũng thấy ai cũng khen, nhưng mà rõ ràng là bản thân mình chơi thì mình thấy là nó thuộc dạng là cũng, tức là không phải yếu, nhưng mà so với cả bọn chia 4 khác thì hoặc 80 khác thì nó không mạnh đến mức đấy đúng không? Thử đây mo xem. Ok, đây mo này. Mình cũng sẽ không, mình sẽ hạn chế kích hoạt cái proc nhá để nó công bằng cho mấy Venom. Kích hoạt cái Mighty Judgment đó. Nemo thì có thể có một cái là dùng cold damage cho nên là nó khỏe hơn. Đấy nhá, cũng nhanh hơn Venom luôn, đúng không? Nhanh hơn Venom một chút, tức là giữa Venom và Cap. Như vậy là cũng ok. Và Pop Judgment như mình nói là mình thích Pop Judgment hơn rất là nhiều. Tại vì là cái Rage Pop hoàn toàn là dựa vào độ ngẫu nhiên, dựa vào Crit Rate với cả Dodge các thứ. Pop hơi chật rồi tại vì mình căn hơi lệch. Không sao. Rồi,
xong đó, vẫn nhanh hơn là VN đúng không? Và nếu mà đoạn này mà đi rất là nhanh là có thể ngang với cả cáp luôn. Và cả Cap và Neymar đều có thể spam được khá là ok. Còn như Venom là mình chơi mình phải thận trọng hơn một chút, thì cái đấy có hai điểm vừa tốt vừa xấu. Tại vì là khi anh em chơi Neymar và Cap á, ở những thằng như kiểu Ultron và Go thì sẽ dễ chết hơn. Còn Venom là do cái đặc tính là phải chơi cẩn thận, cho nên là mình phải vừa đánh vừa spam vừa né thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Đó, nói chung là mình không hề nói con nói xấu tốt như nào cả, nhưng mà ok, 3 phút 05 và đoạn vừa rồi mình có thể cải thiện thêm một chút thì hoàn toàn là có thể lên được 3 phút 10 gì đấy. Tức là mình thấy là Cap là hiện tại là trong đám 80 này nhá, thì Cap là khỏe nhất, xong rồi đến Neymar, xong rồi mới đến Venom. Đó, đây là theo cá nhân mình chơi là thấy vậy, không biết còn con nào trong này đáng để thử không. Không có đâu. Ok, mình làm thêm phát nữa, hôm nay đúng ngày AVX có cái này thì mình cũng thử chơi luôn đây xem sao. Chắc ấn nhầm ngược rotation, 3, 3, 5, 4, 4, 5 sai. Quên. Ok. Lát nữa mình sẽ thử so với cả Venom luôn. Bóc trúng chưa? Hình như trúng. Đương nhiên là nếu anh em muốn chơi ABX hoặc ABL thì sẽ phải lắp cho Cap cái Rage, tại vì là có rất nhiều bọn lít nhít xung quanh, không thể nào mà bóc chính xác được. Như bây giờ hiện tại là 20 giây vào, gần 30 giây vào mà giết được 1 triệu như này là chậm nha. Đúng không? Chậm đúng không? Mình cũng không có chơi bao giờ, mình cũng không có rõ nữa. Năm khai số hơi sớm. Ok, bóc trúng rồi. Bóc chậm luôn vãi trưởng. Em thấy mình chơi ngu như nào rồi đấy, đừng đánh giá nhé. Lát nữa mình sẽ có gì mình sẽ phá hoại cái chạy của cái run của random của Venom luôn xem sao. 4 triệu này thường mình chơi mình chỉ đến 5 triệu là mình vui rồi, mình deck cần cao quá. Đương nhiên nhiều anh em chơi thì phải lên 10 triệu 12 triệu các kiểu, mình thì mình chịu thôi. Phát này nó tiếp đúng không, nó reset đoạn này đúng không, 1 phút rưỡi đúng không, hay là 1 phút 07. Mình gần như là không bao giờ chơi cái này, cho nên là mình không có biết. Tại vì bây giờ mình chỉ ấn vào mình spam. Đấy, từ từ, mình sẽ đứng im ở đây. Ấn này. Boom, rồi, phá được rồi. Ha ha, siêu chưa. Mình mới chơi ABX nha. Nhưng tình hình này có vẻ chậm hơn Venom, tại vì là Venom của mình chắc phải được trên 7 triệu. Mình nghĩ rotation đúng của mẹ Cap phải là mẹ 3 delay cancel 5 xong rồi mới 4. Tại vì 3 delay cancel như vậy nó sẽ tránh mẹ spam của 1-2 vào. Khá là ok. Thôi, có 4 không? Có 5 không? Yeah. Với cả hình như là từ 7 triệu trở lên là điểm nó sẽ đi chậm hơn đúng không? Nó không tăng mạnh như là từ 1 đến 7 triệu nữa. 8 triệu này. Không ngờ được 8 triệu luôn đấy. Ok, sẽ đến xong. Nãy cap bao nhiêu điểm nhỉ? Mình quên không để ý. Chắc tượng hơn 8 triệu một tí. Coi như 8 triệu 2, 8 triệu 3 nhá.
mình không có để ý nữa. Ui, chiêu tier 3 là ấy à, thế phải phải kiểu để tiết kiệm đúng không? Tiết kiệm tier 3 đúng không? Hình như là đi mốt này nó bóc đều hơn hay sao ấy, đúng không? Nãy giờ bóc ở kia xịt chậm vãi chưởng mà sao tự nhiên sang sang mốt này bóc đều vậy? Này bóc nãy giờ chuẩn hết này. Vãi. Game mẹ kiểu lừa tình à. Đúng kiểu mốt này bóc đều hẳn lên luôn ấy, cứ kiểu đúng mỗi 5 7 giây lại bóc một lần này. Vãi. Ước chiêu 6, chiêu 3 có ấy này. Không để ý. Hòa nhé, hòa với cả Crab nhé, cùng bị mất cái chiêu, mất cái phase đầu tiên này. Ui, 4 4 triệu rồi á. What the fuck. Nãy Crab đợt này mới có 1 triệu mấy đúng không? Sao, sao phase nằm ảo vậy? Này bóc đều vãi, bóc nãy giờ cứ đúng 7 giây, bóc 5 giây, chuẩn vãi trưởng luôn. Phải nằm khỏe vai. What the fuck. Hình như đoạn này sắp có. Nó sắp nhảy về. Cancel. Ok. Đấy mình nhớ rồi. Boom boom. Đó. Đó. Ủa, Venom khỏe hơn Cap nhiều. Ở đây Venom khỏe vãi. Tất cả do nó dùng Rage nữa. Còn Cap dùng Mighty Energy ở đây thì nó không có ngon bằng. Rất là nhiều người đã test rồi. 8 triệu 2. Vẫn còn một, gần 1 phút nữa. Mình không để ý, mình đã bị mất cái ấy rồi. Không sao. Nhanh hơn, chắc chắn là nhanh hơn Cap rồi, không phải hỏi luôn. Chín triệu điểm. Ghê vãi. Được đó. 9 triệu cả đơn Cap luôn. Thôi, nói chung là thế. Tổng kết lại, Cap khỏe ở World of Legends, khỏe hơn Venom, khỏe hơn Moon Knight, khỏe hơn Namor. Còn ở Alliance Battle Extreme thì Venom khỏe hơn hẳn luôn. Có thể một phần là do dùng Rage, cũng có thể là do Venom khỏe hơn chung chung như vậy. Lên tier 4 thì mình không biết, nhưng hiện tại ở level 80 thì mình thấy là Cap rất là khỏe. Ai mà có nhu cầu muốn nâng lên thì hoàn toàn là dùng được nha. Và tương lai kiểu gì nó cũng sẽ có update tiếp, tại vì mẹ game này nó hút máu Cap kiểu khủng khiếp luôn ấy. Nhìn này, cái uniform của nó này, dàn khiếp khủng khiếp luôn. Thằng này cũng nhiều. Spider-Man cũng nhiều. Đấy, những con khác làm gì có. Đây tầm bọn kiểu không nói làm gì. Ví dụ sang chi một cái She-Hulk 5 cái, 6 cái gì đấy, 3 cái. Con này cũng 5 cái. Đấy, không con nào nhiều như Cap luôn. Cap kiểu nhiều vậy, đái luôn ấy. Đó, ok. Nói chung là như vậy là dài clip rồi. Thank you anh em. Bye bye.